Chào các bạn, tôi tên là Lê Thanh Tùng. Hiện tôi đang sống bằng cái nghề nuôi cà cuốn. Công việc thường ngày của tôi là chăm sóc cà cuốn. Cái video hôm trước thì tôi có hướng dẫn các bạn là mình chăm sóc cái con cà cuốn con, tức là mình từ cái con cà cuốn con nó mới một ngày tuổi nha, mình thả vào trong cái hồ nuôi, rồi cái mình bắt những cái con cá con đó, mình vớt những con cá con trong cái bể nuôi mình chuyển vào để làm mồi cho cái con cà cuốn. Thì thông thường thì mình ươm cái việc mà chăm sóc con cà cuốn con đó. Thì ban đầu thì mình chỉ cần cho nó ăn cá, là những con cá nhỏ là được. Thì sau 4 ngày tính từ ngày con gà cuốn nó mới nở một ngày tuổi, thì 4 ngày sau thì nó bắt đầu lột xác lần đầu. Thì khi đó thì chúng ta sẽ cho nó ăn thêm, kèm thêm lại con mồi dế. Tại vì khi bắt đầu nó lột xác lần đầu thì con cà cuốn nó lớn lên thêm một chút, và nó khi đó là nó bắt được những con mồi chạy ở trên, nó cũng vẫn có thể bắt được. Thì chúng ta nên cho nó ăn thêm những cái con dế. Thì ở đây là những cái con cà cuốn nó nó lột xác lần đầu thì nó sẽ to như thế này nha các bạn. Đây. Thì từ giai đoạn 4 ngày tuổi đổ về sau thì bắt đầu chúng ta cho ăn kèm thêm dế. Thì đây là những cái con dế mà mình sẽ cho cái con cà cuốn ăn. Thì thông thường nếu mình muốn nuôi nửa mét vuông mà nuôi cà cuốn thì mình sẽ cần cái diện tích là nửa mét vuông để mà nuôi con cá mồi, và nửa mét vuông thì để mình nuôi những con dế. Thì chỉ cần cái những con mồi mình nuôi trong cái diện tích như vậy là đủ để mình phát triển cái đàn cà cuốn tới cái lúc nó trưởng thành luôn, tức là đủ nuôi trong khoảng thời gian 45 ngày sau. Đây là những cái con dế nó mới được 20 ngày tuổi thôi. Thì đây là những cái con dế nó được 20 ngày tuổi. Thì thông thường thì con gà cuốn tới giai đoạn 4 ngày tuổi đổ về sau thì mình cho ăn những con dế cỡ 20 ngày tuổi là vừa. Tại vì cái kích thước nó tương đương với lại gần bằng cái con cà cuốn. Thì mình sẽ lấy một phần thôi. Tại vì một cái xô nuôi dế như vậy á là nó sẽ có 800 con dế. Cho nên mình chỉ cần lấy một phần nhỏ để mình cho ăn thôi, mình không có lấy hết được. Thì chúng ta chỉ cần lấy một cái rế với nhiều con dế bu lên trên thì mình bỏ vào trong cái hồ nuôi cà cuốn là được. Thì mình cho ăn chỉ là số lượng dế vừa đủ thôi. Mình cho vào trong cái bể nuôi thì khoảng 100 con, hơn 100 con dế là vừa. Rồi vài ngày sau thì bắt đầu mình khi mà con dế nó con cà cuốn ăn bớt cái lượng dế trong này thì mình sẽ lấy dế mình cho vô thêm. Tại vì mình không có nên bỏ một lần quá nhiều dế. Bỏ một lần quá nhiều dế thì con dế nó con cà cuốn ăn không hết thì con dế nó nhảy xuống nước thì con dế nó cũng chết, và nó sẽ lãng phí cái nguồn mồi của mình rất là lớn, kèm theo là nó sẽ làm cho cái nguồn nước nó ô nhiễm nhanh hơn, và cái đó nó cũng ảnh hưởng tới cái việc phát triển của con cà cuốn.
thì cái dế trong cái show mình sẽ cho ăn nhiều lần, tại vì mỗi lần mình lấy ra một ít thì đi theo thời gian thì cái vài ngày sau thì con cà cuốn này sẽ tăng cái trọng lượng lên, thì con dế nó cũng sẽ tăng cái kích thước nó lên, thì là nó sẽ vừa vừa với lại cái con cà cuốn. À, cái việc chăm sóc cái con cà cuốn á, thì nó cũng có một số cái căn bản mà mình cần phải làm theo. À, tại vì cái khi mình nuôi cái con cà cuốn ở trong cái môi trường là trong cái hồ kính nằm ở trong mát, và cái mình bỏ những cái khúc gỗ vô bên trong cái hồ nuôi, thì nó sẽ cái khúc gỗ thì nó sẽ không có chức năng mà lọc nước làm cho nước nó sạch được. Cho nên thì sau 3 ngày từ cái ngày khi mình thả vô thì khoảng 3 ngày sau là bắt đầu mình sẽ thay nước. Thì cái tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để mình thay nước như thế nào để cho nó hợp lý. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sau nhé các bạn.